Những ngày trời mưa gió, muốn vào đến xã biên giới Thượng Phùng thật sự là một thử thách. Năm học này, 15 điểm trường ở đây được nhóm Những Bước Chân Xanh hỗ trợ bữa trưa. Vượt lên mọi khó khăn, hàng tuần các giáo viên vẫn gắng sức lên trường chính nhận thực phẩm về cho học sinh. Thì mỗi lần lên trường lấy thức ăn thì phải đi bộ mất 3 tiếng. Có những lúc nghiệm là mưa to thì rất là sợ đá lăn. Nước hôm nay rất là to, không biết là tìm đường nào để sang nữa. Không thể đi tắt qua suối, quãng đường tới điểm trường từ 3 tiếng phải đi vòng thành 5 tiếng. Sau tất cả những vất vả băng rừng, vượt suối của cô giáo, bữa trưa nay các em tại điểm Thín Ngài được ăn cơm trắng và thịt thay vì mèn mén hay mì tôm như trước đây. Cái việc tích trữ thực phẩm cũng gặp rất là nhiều khó khăn, đặc biệt là những thực phẩm tươi như là thịt rán lên, sau đó là để chả mỡ trữ trong khoảng 1-2 ngày. Cơ sở vật chất dụng cụ thì vừa để lưu trữ thực phẩm như là tủ lạnh cũng rất là cần thiết đối với lại các điểm trường cũng như là nhà trường. Với những đứa trẻ vùng cao này, món đồ vật tưởng như chỉ có trong bài dạy của cô giáo, lần đầu tiên các em sẽ được nhìn thấy. 1, 2, 3 mỡ. Bây giờ có tủ lạnh rồi, nhà trường cũng rất là vui khi mà tổ chức các bữa ăn thì nhà trường đã có thể thay đổi được các cái thực phẩm đa dạng hơn. Sự chăm sóc của giáo dục tại tất cả các điểm trường hiệu quả hơn. Thank you.